đúng không? Vâng ạ. Túi ấm mà đúng Vâng, không? túi ấm vâng. Tác dụng của nó là như nào nhỉ? À, tác dụng của nó là sẽ làm cho cái khi mà nước nó vào cái đại tràng của mình nó co bóp ấy, nó giảm cái độ đau và cái khi mà khó chịu bụng ấy, nó sẽ làm ấm bụng của mình, nó không vâng, nó không không gây cho những cái khó chịu khi mà mình làm ở trên máy này. Dạ ok. Vâng. Đây đang ngồi làm sạch đại tràng, chuyên sâu, truyền 25 lít nước. Hey, rồi bây giờ mình làm tiếp sao em ơi? À, khi mà em cho 25 lít nước vào trong đại tràng của mình thì cái đại tràng của mình nó sẽ co bóp liên tục. À, khi mà co bóp liên tục như thế thì nó đủ lượng thì nó sẽ tự đẩy ngược ra. À, cộng theo đấy là những cái phần chất thải ở trong cái đại tràng của mình sẽ nó sẽ đi ra ngoài. À, trong quá trình mà mình đẩy 25 lít nước này thì cái đại tràng của mình nó co bóp như thế thì nó có một cái chút khó chịu ở trong cơ thể của mình nhá. Nó chỉ là khó chịu tức tức và buồn đi vệ sinh thôi. Thì chị cứ tha lòng cho em và chị đi vệ sinh bình thường. Trong quá trình đấy mà nếu mà có hiện tượng là hơi đau một chút cũng không ảnh hưởng gì cả. Tại vì trong quá trình nước đẩy vào nó co bóp như thế thì nó làm bong hết các cái màng ở trong đại tràng và những cái khúc huỳnh mà nó bám chặt lâu năm ấy, nó sẽ đẩy ra thì nó sẽ hơi kích thích là buồn đi vệ sinh và đau bụng một chút thì thì chị cứ tha làm người ra. Không có, không có tác hại gì đâu chị ạ. Ok. Vâng. Được. Em xin phép chị nhá. À, đây là cái ống đúng không? Đây ạ, đây là cái ống mà khi để trong vào trong hậu môn ạ. À, cái đây là đầu silicone mềm ờ, các nó, không đau. Nó không bị ảnh hưởng gì. Và cái thứ hai nữa là nó chỉ vào trong hậu môn được khoảng 2 cm thôi. Và đâm ra nó không ảnh hưởng gì đến cái hậu môn của mình cả. Khi đây là mỗi người một cái ống khác nhau. Và em trong quá trình khách làm và ngồi trên máy thì em sẽ bóc cái ống đấy ra. Và cái quy trình vệ sinh thì rất là an toàn nhé các chị nhé. Và lắm là mình cho cái ống này vào cái... Đây là cái chất bôi trơn ở trong y tế á. Khi mà cho cái chất bôi trơn này vào thì nó mới giảm thiểu cái đau ở trong cái hậu môn của mình, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Nói chung là trong quá trình làm thì cái bọn em sẽ hết sức cẩn thận trong không ảnh hưởng đến những cái tổn thương hoặc là khó chịu gì trong bụng mình cả. Mình bôi cho nó mềm đúng không? Đúng rồi, bôi cho nó trơn ở trong cái vùng hậu môn ấy ạ. Nó không bị tổn thương ở cái vùng hậu môn của mình ạ. Sau đó là mình cho vào cái chỗ mình đi vệ sinh đại tiện nó. Đúng rồi, để mình đặt ống vào trong hậu môn ấy ạ. Chuyển nước. Em xin phép chị nhé. Mình nhịn nước cho em độ khoảng 10 đến 15 giây rồi hãng thả ra. Còn 10 lít nước đầu là mình cứ thả lỏng thoải mái. Cái tác dụng của 10 lít nước đầu thả lỏng ấy là nó làm sạch cái phần trực tràng trước. Nó làm sạch cái phần trực tràng của mình trước. Khi nào đến 15 lít thì tương đối là đã sạch rồi thì mình co hậu môn lại, mình nhịn để đẩy lên cái đại tràng ngang này chẳng phải thì nó sẽ làm sạch hết cái khung đại tràng, thì lúc đấy là cái trực tràng của mình nó tương đối nó sạch thì nó sẽ không đẩy những cái chất bẩn lên cái đại tràng ngang đại tràng phải nữa. Đấy, cái tác dụng của nó là như thế. Và cái thảo dược này là hoa cúc và mật ong nhé chị nhé. Cái hoa cúc này nó có tác dụng chữa viêm trong thành mạch đại tràng. À, cái mật ong thì nó rất tốt cho cái... Đây, bắt đầu em đẩy nước vào này. Vâng, em để số 1 thế chị nhá. Khi mà em đẩy nước vào thì bắt đầu là trong đại tràng của mình có cái hiện tượng là co bóp. Đúng rồi. Co bóp xong đấy thì khi mà đủ lượng ở trong đại tràng thì nó tự đẩy ra và chị sẽ có cái hiện tượng là chị buồn đi vệ sinh này. Thì chị thả lỏng và chị đi vệ sinh giúp em. Hello cả nhà mình ơi, em đang ở trung tâm làm sạch đại tràng chuyên sâu ở Thái Detox, là một trong cái trung tâm làm sạch đại tràng và đây là lần thứ hai rồi đấy. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này thì em có làm sạch đại tràng bởi vì cái cơ quan đường tiêu hóa của chúng ta nó rất là quan trọng. Như chia sẻ với anh chị là đó là nếu như cái đường tiêu hóa của mình tắc nghẽn là bệnh tật của mình phát sinh từ đó. Mặc dù là em cũng làm đại tràng, làm sạch đại tràng bằng cái liệu pháp là dùng những cái túi silicone ấy, nhưng ở nhà mình thì mình làm với dung lượng không thể nhiều được ở đến các trung tâm. Mà trung tâm thì mỗi lần mình làm khoảng 25 lít nước. Và đây là lần thứ hai thì cảm giác mình làm quen rồi thì mình cảm thấy không có cái hiện tượng đau đớn khó chịu gì. Đấy, ngay cả là khi mà mình cho cái ống silicone vào cái chỗ mình đi đại tiện cũng không cảm thấy đau ấy. Cho nên là anh chị em và những người mà quan tâm đến sức khỏe, chúng ta nên thanh lọc cơ thể của mình một năm ít nhất vài lần như vậy, còn ai có điều kiện thì làm được thường xuyên, tháng một lần đều rất là tốt, hoặc là ít nhất là một năm 6 lần cũng rất là rất tốt. Trong cái quyển làm sạch đại tràng của tiến sĩ Norman Walker, ông cũng có đề xuất đến đấy, chúng ta cố gắng ít nhất là một năm 6 lần đấy. Còn không, bạn nào có điều kiện thì chúng ta tháng một lần, hoặc là bạn nào mà có điều kiện đang trong quá trình cải thải độc chữa lành chuyên
liên tiếp, các bạn có thể làm liên tiếp luôn. Thì khi nào cơ thể cái đường tiêu hóa các bạn sạch ấy, thì các bạn hấp thụ thức ăn rất là tốt nhé. Thì đấy là cơ thể của mỗi người, mỗi sự cảm nhận khác nhau thôi. Nhưng mà nếu mình làm được thì mình gặt được rất nhiều những cái lợi ích. Rồi quay cả nhà cái quá trình mà em đang làm này. Mình sẽ ngồi lên một cái máy như này, trước nữa mình ngồi máy. Và đây là nước đang truyền ấy. Rồi các bạn nhìn cái ống cái gương phản chiếu là các bạn sẽ nhìn thấy những cái rác thải ở trong cái đường tiêu hóa mình đẩy ra. Nên là các bạn thấy là mình mặc dù là mình ăn xanh hay ăn chế độ, bạn nào mà táo bón hay là khó chịu, các bạn sẽ thấy là trong phân của mình rất là nhiều rác thải. Quay cho nhẹ cho anh chị em mình xem thôi. Thế rất là dễ chịu cả nhà nhé. Bởi vì em ăn làm quen rồi cho nên là khi mà làm cái này và cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không cảm thấy tức chịu. Cái bụng nên là làm xong mình bơm 25 lít nước vào xong mình cảm thấy cái đường tiêu hóa của mình cảm thấy rất là nhẹ. Nhưng mà đối với những người mới, bạn làm các bạn có thể cảm thấy hơi chịu khó, hơi tức một chút, nhưng mà dần dần các bạn quen thôi. Đấy, đây không cảm làm rất chị thoải mái lắm. Làm vừa ngủ đó. Đây cả nhà mình ơi, sau khi mà mình làm sạch đại tràng xong ấy, được đi tắm bồn này, ngâm bồn 10 phút lúc đấy em mà không quay, sau đó là nghỉ giải lao được sau đó là được uống cái nước em gem từ hoa quả thanh long rất là ngon nhé, cái vị ngọt lắm, và được ăn cháo đấy, bổ sung cho đường tiêu hóa của mình. Rồi đây nhá, em mà rất thích cái nước này đấy, nước này từ thanh long đỏ nó có vị ngọt, nó phục hồi năng lượng của mình sau khi mình làm xong ấy. Bởi vì cái phương pháp làm sạch đại tràng chuyên sâu này thì đây là lần thứ hai em làm rồi, thì cảm thấy là với mình cũng biết lợi ích của cái phương pháp này rồi, nên là mỗi khi mà làm xong mà cái lượng làm một liều nước lớn ấy, cảm thấy cái bụng mình nhẹ nhàng cực kỳ. Đợt này về Việt Nam cũng ăn uống cũng khá là lu bù cho nên là bụng hơi nặng, thế nhưng mà làm xong cái này mình thấy rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Và thứ hai nữa là như anh chị em mình biết là đây là lần thứ nhất thì làm ở Thái Detox ở Thái Bình, còn đây là lần thứ hai là ở cơ sở chính Thái Detox ở Hà Nội để trải nghiệm cái dịch vụ ở Hà Nội. Thì thấy ở Hà Nội cũng có rất nhiều những cái dịch vụ, ví dụ như thích nhất cái massage này, sau đó là massage rất là thư giãn dễ chịu, sau đó là mình đi làm cái khoảng 30-40 phút làm sạch đại tràng, sau đó là 10 phút ngâm và cảm giác rất là thư giãn. Hôm nào chị em mình có thời gian, anh chị em mọi người có thời gian thì nên tham khảo thêm cái phương pháp làm sạch đại tràng chuyên sâu ấy. Thì tài liệu về cái làm sạch đại tràng ấy thì mọi người cứ lên cái website Emma Phạm Kitchen, trong cái tác dụng của việc làm sạch đại tràng mọi người cứ đọc đi, đọc và trải nghiệm để mình có cái kiến thức để mình làm cho nó tự tin. Còn khi mình làm thì mình sẽ đạt được những cái lợi ích của nó. Còn đối với những anh chị và những người mà đã từng làm ở nhà bằng những cái túi silicone 2 lít ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, thì mọi người cũng nên tham khảo để làm những cái dịch vụ mà nó làm trọn gói cho mình. Ví dụ như mỗi lần mình làm được rất là mấy chục lít, 25 lít ấy, thì mình cũng thấy nó mất nhiều thời gian và mình cảm thấy thực sự là làm chuyên sâu mình cảm thấy rất là khoan khoái. Nhưng mà đặc biệt là làm như vậy rồi mình thấy trong người mình cũng rất là nhiều phân thối giữa. Thì cái đường đại tràng của chúng ta mà nhiều phân thối giữa, mọi người biết là nguyên nhân gây ra các vấn đề rắc rối bệnh lý. Cho nên là nhớ trải nghiệm, nếu ai mà quan tâm đến phương pháp cơ thể tự chữa lành thì ưu tiên cái làm sạch đại tràng nhé. Sau đó chúng ta ăn uống hấp thụ đồ ăn nó sẽ tốt hơn. Một cái điều đặc biệt là thích ở đây nữa là có cái món cháo rất là ngon đấy, cái cháo dinh dưỡng rau củ quả sau khi làm xong cũng ngon lắm cả nhà. Mời cả nhà. Ngon, cái cháo nó hơi nấm nấm ngon lắm. Rồi bye bye cả nhà mình nhé.